bé của mình ăn nha. Đầu tiên là ở đây mình có một thìa mỡ này các bạn, sẽ chan vào để chặt để nó xúc xích. Rồi bỏ ra đây đủ để mình gắp xúc xích. Gắp đũa này là khó nhất nè. Bỏ vô đại luôn. Tiếp theo sẽ bật ga. Bật ga lên. Giật trước ra ngoài. Bỏ vô. Bỏ vô nữa. Chắc chín rồi các bạn ơi. Chín rồi nè. Chín rồi. Mình sẽ bỏ ra đây chị nhá. Rồi mình xong một bên này đi. Bây giờ mình sẽ nếp bánh bao nha các bạn. Rồi bánh bao lật ngược lên này. Rồi bật ra lên thôi. Mình sẽ để nắp lại cho bánh bao chín. Tiếp theo mình sẽ cắt cà rốt. Cắt cà rốt, đây là một quả cà rốt. Chật quá, ê dạ, chật quá. Thôi bỏ sang một bên này. Rồi bỏ sang bên này. Cắt thôi. Ô mà quên, bác này xúc cơm à. Thôi, bác anh ơi, xúc xích luôn. Dạ, dạ. Các bạn thấy ngon chưa? Hai món nè. Dạ. Ui da, được trứng rồi. Ha, mình xin lỗi, mình sẽ nấu cháo cho em búp bê Mimi ăn. Đầu tiên là nước. Nước cơm ta. Ta cái gì mình sẽ bỏ nước nha. Phải từ từ nhà nhà. Múc một muỗng nước. Bây giờ mình sẽ đổ hết luôn. Tiếp theo là gạo. Bây giờ mình sẽ lấy gạo nha các bạn. Đây, gạo của chúng ta đây nè. Mình sẽ bỏ một muôi thôi. Hình như gạo hơi ít thì phải. Thôi đẹp rồi đó. Không bỏ nhiều quá đâu. Vì em lúc đi thường ăn ít mà. Bật bếp ra nè. Nè. Các bạn ơi, nước của chúng ta trong sạch mà chị biến thành màu trắng nữa nè. Hay chưa? Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi gạo nè. Gạo nè. Hay chưa? Bóng luôn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ để nắp lại cho nó chín. Tiếp theo chúng ta làm gì ta? Thấy mới khó sợ. Wow, chia chim đã chín rồi. Thơm quá. Sẽ bỏ ra đây.
sẽ múc ra nơi bát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc nha. Múc lẹ. Rồi từng này vậy đó, sẽ để nắp lại để lửa mà rồi bay vô. Múc đây đâu rồi ta? Đến giờ ăn rồi. Đến giờ ăn rồi Mimi ơi. Mimi có ăn cháo gạo không? Mẹ nấu cháo gạo cho Mimi đó. Rồi ăn nha. Phải lấy cái gì ta? À lấy cái quạt này cổ cho Mimi hỏi. Ở đó. Đổ. Thấy Mimi dễ thương quá. Đến giờ ăn rồi nha Mimi. Chân. Mimi ăn dở quá ta. Khi nào chị sẽ cho Mimi đi sẽ thử nha. Mimi ăn món hay quá. Nào. Các bạn có thấy Mimi ăn không? Thế rồi Mimi hóc cả chị nhờ em sẽ bỏ qua nha. Không phải ăn nó nha. Bỏ ăn chị leo qua lại đó. Ăn đi ăn đi. Chắc Mimi ăn có ngon không? Rồi chắc chị sẽ nấu cháo gì vậy cho Mimi ăn. Bye bye. Bye bye.
biệt các bạn.